vào nghề này, lái tàu này thì đến năm nay là được 28 năm. Đấy, và nói chung là đón Tết thì thường xuyên là đón Tết ở trên tàu. Như một hai cái năm đầu lúc mình mới bắt đầu bước chân vào nghề, lái tàu Thống Nhất. Đến đúng cái giờ giao thừa đấy, phải nói là thật là lúc ấy nhớ nhà lắm. Cũng có mọi người ngoài anh em bạn bè đi cùng, rồi lãnh đạo của cơ quan cũng động viên chia sẻ, là cũng cảm thấy là nó cũng vơi đi. Nàng quê thì bắn pháo hoa thôi, thì mình cũng bằng cái bản nhạc của mình kéo coi theo cái bản nhạc đấy, thì tự dưng là mình cũng cảm thấy nó phấn khởi. Nói chung là cái Tết Tiến Dầu thì đi thì anh em là rồi, lãnh đạo quan tâm thì cũng là quà bánh kẹo, rồi nói chung là còn anh em cũng mang đồ bánh chưng gà cái đi, nói chung là cũng đầy đủ. Ở nhà có thế nào thì mình đi cũng thế, nhưng mà có cái là nó chỉ đến cái giờ giao thừa đúng là nó hơi nhớ nhà một tí. Sau đấy thì thôi thì anh em vào nghề rồi, yêu ngành yêu nghề rồi thì qua cái giờ giao thừa đấy ít thì nó lại cảm thấy bình thường, thì mình xác định vào cái nghề này lái tàu này thì nó là đặc thù công việc, nó phải thế. Thì cái niềm vui nhất là thôi thì mình cứ chuyến tàu giao thừa mà mình đưa được hành khách là đi đến nơi về trốn về đến quê đón Tết với gia đình, đấy là mình cảm thấy là hạnh phúc. Cái nghề lái tàu này đi thì nó nhiều cái kỷ niệm lắm. Từ đây vào Đà Nẵng là 6 anh em, nhưng còn 4 anh em thì ở dưới thì cũng đón Tết cùng với lại cán bộ nhân viên trưởng tàu ở dưới tàu. Còn trên này thì hai anh em đúng giờ giao thừa thì đang ca mình lên ban thì tự mình chúc Tết nhau ở trên này đấy. Sau cái giờ giao thừa đấy thì là mình xuống dưới tàu đấy, tổ tàu cũng tổ chức là giao thừa, cũng mời anh em là ngồi ăn uống sinh hoạt với nhau, nhưng mà cũng rất là vui, thậm chí cũng mời cả hành khách lên nữa, thì cũng tập trung là đón giao thừa trên tàu ấy. Thì đấy là cái kỷ niệm rất là vui giữa lái tàu và nhân viên tổ tàu và hành khách. Trong 12 năm làn sông ngành đường sắt thì mình đã có khoảng tầm 5-6 năm gì đấy là mình đã ăn Tết trên tàu. Năm nay thì mình lại tiếp tục một năm nữa thì ăn Tết trên tàu, vì lịch trình chạy Tết hôm nay sẽ là xuyên Tết. Cái Tết của bọn mình thì đa số là mọi người hết Tết rồi thì mới đến lượt mình. Cái công việc này nó đòi hỏi mình là có sự yêu nghề, phải công nhận phải yêu nghề. Nếu bạn yêu nghề bạn mới làm được. Với hơn nữa là mình phải có cái sự động viên, sự chia sẻ từ gia đình, sự thông cảm, đặc biệt là về phía chồng mình. Vào cái dịp Tết như thế này ấy, thì là đa số việc gia đình, con cái ở nhà thì phần lớn anh ấy sẽ hỗ trợ và giúp đỡ mình là nhiều. Bởi vì mình vướng vào cái công việc với đặc thù ngành nghề của mình nó là như thế, cho nên là cũng không thể ở nhà để mà chăm lo hay chăm sóc gì cùng với chồng được. Các con bây giờ cũng quá quen với cái việc mà mẹ vắng nhà những ngày Tết ấy. So với các bạn cùng lứa ấy, thì là cái việc mà mẹ đi làm xuyên Tết không ở nhà với các con thì là các bạn nói chung nhìn thì mình cũng thấy cũng thương các con, nhưng mà các con cũng rất có một phần tủi thân nào đấy, nhưng mà động viên bù lại thì các con cũng động viên mẹ, cũng có các bạn động viên mẹ là cũng hay gọi điện thường xuyên hỏi thăm mẹ. Nhìn mọi người đi về quê ăn Tết thì mình cũng cảm thấy nhớ nhà, cũng cảm thấy tủi thân. Cái năm đầu tiên mình đón Tết trên tàu, cái lúc đấy là mình mới vào ngành, mình cũng chưa quen với cái công việc này cho lắm. Nói chung là lúc đầu cũng thấy tủi thân, xa nhà cũng khóc đấy, cũng gọi điện về nhà cũng khóc. Nhưng mà thôi, được ở nhà thì gia đình cũng động viên, mà thôi cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ của mình, công việc của mình. Tôi là công tác ngành sắt đến nay là năm thứ 15 rồi. Năm nay tổ công tác trên tàu là chạy xuyên Tết, từ 26 Tết cho đến tận mùng 2 âm Tết mới là trở về Hà Nội, là lúc ấy mới trở về ăn Tết cùng với gia đình. Ở nhà thì cũng vợ không làm ngành nên cũng hỗ trợ được công tác chuẩn bị Tết cho gia đình. Các con thì hai cháu cũng nhỏ, đang đi học, một cháu được 8 tuổi, một cháu 6 tuổi. Là đều là do ông bà và mẹ ở nhà là hỗ trợ cho cái công tác trông nom. Những năm ăn Tết trên tàu như này thì tôi cảm thấy rất là nhớ nhà. Về trên tàu thì mình ăn Tết cùng với cả anh chị em tập thể của tàu. Ở đây mình ở nhà thì ăn Tết cùng với gia đình, có vợ con nên cảm thấy nó sum vầy hơn. Tính đến hiện tại bây giờ là tôi có 20 năm công tác trên tàu. Thời gian mà ăn Tết trên tàu chắc là cũng phải tầm 18-19 năm. Cái thời gian để mà ăn Tết với gia đình ấy thì là rất ít ạ. Chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn chủ yếu là cái ăn Tết với cả hành khách trên tàu là chính á. Toàn bộ người thân thì cũng xuất phát từ trong ngành, trong nghề nên là cũng dễ thông cảm.
Thôi thì cũng là cái công việc gọi là đặc thù và cũng là cái niềm đam mê. Đấy, lúc nào cũng động viên anh em tổ công tác trên tàu là luôn luôn coi tàu là nhà và hành khách là ân nhân và là người thân. Mỗi khi mà Tết đến và những cái chuyến tàu nhất là đi qua các tỉnh, các thành phố mà thấy dân bán hoa rồi cây quả, nhìn qua những cái ô cửa thì cảm thấy là đấy, trong lòng nó có một cái cảm giác gì mà mình khó tả. Mặc dù là vất vả nhưng mà bên cạnh cái vất vả đấy là anh em tổ công tác trên tàu cũng có những cái niềm vui đi qua các cái tỉnh, các cái thành phố mà mình nhiều người có thể là mình mong muốn mơ ước cũng không có những cái niềm vui đấy. Đã sang năm mới thì cái mong muốn nhất của tôi là những cái chuyến tàu đi đến nơi về đến chốn an toàn về tuyệt đối cho các hành khách. Chúc mừng năm mới.